Sáng 29 tháng 12, tại khu di tích thanh niên sung phong đại đội 913, đội 91 Bắc Thái, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, đội thanh niên sung phong tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị liên quan đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 51 năm ngày hy sinh của 5 liệt sĩ đại đội 913, đội 91 Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ sửa chữa đường, vận chuyển hàng hóa ra mặt trận. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các chị, những người con kiên cường bất khuất đã không tiếc tuổi thanh xuân cho nền độc lập của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, Ban tổ chức và đại diện Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị Y tế Hà Tuyên dành tặng những xuất quà tri ân các cựu thanh niên sung phong đại đội 913, đội 91 Bắc Thái và đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ thanh niên sung phong, cựu thanh niên sung phong, xã Nam Hòa có hoàn cảnh khó khăn.